Dạ vâng, cửa hàng nuôi cơm Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì cửa hàng chúng tôi hôm nay lại tiếp tục lên cho các bác xem hai máy cưa xích hệ Estin 017 và Estin 021 các bác nhé. Đó, cho những các bác nào mà vừa rồi em lên mấy lô cưa vừa rồi đấy mà không chốt được con nào thì các bác tham khảo từ hai dòng cưa này các bác ưng ý không các bác nhé. Đó, tại vì hai cưa này thì em cũng vừa mới dọn rửa xong thôi. Đó, hay dòng Estin thì cứ dọn được con nào là em đăng lên là có khách chốt ngay à. Đó, nên là các bác nào xem ưng ý được thì các bác tham khảo cũng như là đặt hàng của bên em. Đấy, dòng Estin thì nói chung là có cây nào là bán được cây đó, tại vì cái đó là dòng hàng hệ mà người tiêu dùng bây giờ đang rất là chuộng các bác nhá. Đó, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác hai con luôn, một con 017, một con 021. Đó, hai con, một con này thì nói chung là nòng 37 ly cho các bác về sử dụng gia đình là cũng quá là hợp lý các bác nhá. Sử dụng gia đình, con này sản xuất năm 1995 này. Dòng này là dòng chuẩn Bãi Đức các bác nhá. Bãi Đức nguyên zin, nguyên bản. Đó, nói chung là tổng thể máy móc nguyên zin nhá. Con lành các bác từ A tới Z luôn. Nội thất đẹp. Nó không có xước xác gì cả. Đó, nòng hơi cứng chắc. Nói chung là máy móc thì em đã dọn nổi, căn chỉnh ngon lành rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đó, tất cả các bác nhìn mặt tiền của nó này cũng là đẹp các bác nhá. Làm xích thì còn to bản nguyên nha các bác nhá. Xích thì trông còn khoảng 70-80% nữa các bác ạ. Đó. Một con cưa 017 cho các bác về sử dụng gia đình. Tích hợp hai ốc lam luôn. Cực kỳ chắc chắn nha, vẫn làm cực kỳ chắc chắn các bác nhá. Đó. Các bác nào về sử dụng gia đình cắt ít thì có thể lựa chọn một em này, nhỏ nhẹ. Còn các bác nào mà muốn sử dụng khỏe hơn thì lựa chọn con 021 nhé. Con này nòng 40 ly. Đó. Cũng hai ốc lam. Mắt xích thì vẫn còn to bản nguyên các bác nhá. Mắt xích to bản nguyên. Đó, con này thì lam của nó là 45 phân. Mặt cắt được 40. Còn con này là lam 40 phân, mặt cắt được 35 các bác nhá. Đấy, hai con. Đó, còn tổng thể máy móc của nguyên zin, con này sản xuất tại Mỹ. Made in USA này, con này sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Dòng Estin thì thường thường nó có hai loại, một loại là sản xuất bãi tại Đức mà Made in Germany đó. Và một loại là sản xuất tại Mỹ. Đó, trên thị trường Mỹ là con này. Đấy, nên là các bác ưng ý thì có thể liên hệ qua em. Con này năm sản xuất thì nó bị mất cái tem này rồi nhá, nên là cũng không cần nó có, thường thường nó có cái tem đạt như đây này. Đó, nhưng mà cái này thì không hiểu tại sao lúc em đặt về nó bị mất rồi, nên là không còn nhớ là năm sản xuất nó là năm bao nhiêu. Nhưng mà tổng thể máy móc thì ngon lành các bác nhá. Đó, mặt tiền đấy. Hai con. Đó. Hôm nay thì em xả giá rẻ cho các bác luôn. Con này, con 017 em bán giá là 2.900.000. Đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện này các bác nhé. 2.900.000 miễn phí ship toàn quốc và được tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện là gồm một tip mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Đó. Còn 021 này thì em bán với giá là 3.600.000. 3.600.000, một con 2.900.000, một con 3.600.000. Các bác nào ưng ý con nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ qua em để đặt hàng các bác nhé. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn. Đấy, con này thì 2.900.000 miễn phí ship, con này thì 3.600.000 miễn phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đó, nên là các bác ưng ý thì có thể liên hệ qua cho em. Đấy, giá thì em đã công khai trên trên video này nhá. Đó, còn bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua từng cây máy này. Cho một cây 017 mà em sẽ test nổ con 021 để cho các bác nghe qua nhé. 3.600.000 căm nhà con 021.
021 đó, còn 017 các bác nhá. Cái máy em đã test nổ cũng như dọn nổ ngon lành này các bác nhá. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Rồi các bác nào ưng ý hai con, một trong hai con này thì nhấc máy lên và liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhá. Các bác ở đâu thì em có thể ship được hết từ Nam ra tới Bắc. Đó. Nên là các bác chỉ cần để lại số điện thoại hoặc là các bác liên hệ qua cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.